trùng khớp. Chính xác. Để tăng thêm phần hồi hộp, Giang có thể nói tụi tôi đúng hay sai liền bây giờ được không? Nói là xe hơi hay không hả? Bây giờ cho mượn cái điện thoại di động của Trường Giang lên đây đi. Gọi luôn, gọi trực tiếp luôn. Trương Hiệu Quỳnh Anh là em nghi nha. Máy này không có lưu, máy này có lưu Phạm Quỳnh Anh nè. Mình coi Facebook hả? Không, anh tính gọi trực tiếp lên sóng như hấp dẫn. Trương Quỳnh Anh. Cho số Trương Quỳnh Anh. Từ ngày lấy vợ, số con gái mất hết. Nên vậy. Nè em cho số cho. Ủa đó có hả? Có 090. Lên đưa đừng đọc, đọc cả phim trường biết, tội nghiệp nó. Để xác thực thông tin không cách nào khác bằng chính nghệ sĩ đó trả lời. Chính chủ. Chính chủ, em sẽ gọi. Thưa quý vị, trời không chiều lòng người. Lâm Bảo Châu, công việc chính của mình là người mẫu hả? Vâng, công việc chính của em hiện giờ đang là người mẫu. Trong năm này em đang lật sân sang diễn viên. Đẹp trai lắm nha, nhìn anh Đức nè. Vừa bước ra khán giả la quá trời là biết đẹp rồi. Biết đẹp rồi. Hồi nãy tôi với Đức bước ra khán giả hú không. Một nghệ sĩ sẽ hỗ trợ cho em sẽ chọn là ai? Suy nghĩ cho kỹ nha. Tương lai mình mịt mù hay tăm tối là do mình chọn. Dạ. Chắc là em sẽ đặt niềm tin của mình vào anh Tiến Luật ạ. Hay quá. Sorry anh Đức nha. Rồi sao em? Nãy giờ anh toàn là tư vấn sai không à? Để Luật giúp em. Anh Luật sẽ có một cái chiến thuật rõ ràng dành cho em đó đúng không? Cứ chọn hết 8 câu. Chọn 8 đáp án luôn hả? Chọn 8 đáp án chắc chắn sẽ có đáp án đúng. Chơi vui thôi chứ còn thiệt bạc tính gì. Nhưng mà yên tâm, hãy nhìn Tiến Luật. Thần đồng đất Việt là anh Đức thì Tiến Luật cũng là ba của thần đồng đất Việt. Hai người trước là anh đoán là cũng sai 70% rồi đó. Ngồi ghế á Đức ơi, xe đó của thí sinh. Hả? Em vô thử. Chưa được thử. Đó, em đang vân vân nãy giờ có gài ở những cái kiểu máy hay không? Tao không nghĩ là máy sấy tóc ta. Máy sấy tóc hả? Đúng rồi. Thấy tóc của Luật đâu có sấy được đâu ta mà sao? Em chỉ gợi ý thôi mà. Em chọn bên này đúng không? Đúng vậy. Chọn, chọn đi. Hãy chọn. Chỉ hai đáp án thôi sao? Chọn. Rối não lắm bạn ơi. Còn với Tiến Luật thì máy sấy tóc có hồi nào không quan tâm. Đúng không? Nó có kẻ. Đúng rồi, không quan trọng chuyện đó. Không quan trọng chuyện đó. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.